Nè nè nè, bà Hương kia. Chuyện gì? Ai cho bà bán mấy cái kem hả? Kem trộn hàng kém chất lượng, hàng rẻ tiền như vậy hả? Nói vậy là sao? Đừng có ỷ mình làm trong công ty mỹ phẩm là muốn nói cái gì nói nha. Mà chuyện bán mỹ phẩm là chuyện của tôi muốn bán sao tôi bán. Đừng có xen vô. À, hay là mấy người cũng bán mỹ phẩm, sợ tôi giành khách của mấy người. Nè nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Từ xưa tới giờ trong xóm này ai không biết tôi bán mỹ phẩm có chất lượng, có danh có tiếng, rồi được giấy kiểm nghiệm đầy đủ. Mắc mớ gì tôi phải sợ hả giành khách của mấy người. Tôi chỉ sợ là lỡ người ta xài có chuyện gì rồi Hương là người chịu trách nhiệm đó. Có chịu trách nhiệm hay không là kệ tôi, là quyền của tôi tự lo được. Thôi mấy người đi về đi. Tôi nói rồi đó, không có được bán mấy loại đó nữa nha. Cái gì vậy? Gì mà hai đứa đứng ở đây đấu khẩu, đứa ngoài đứa trong vậy? Có chuyện gì vậy? Trời ơi, tại nó đó. Do nó đó. Ủa sao đứng đây đổ thừa qua đổ thừa lại? Ủa biết cái luật của cái xóm này không? Thì em biết, em xin lỗi chị. Nhưng mà cũng do nó kiếm chuyện với em, chứ em đâu có rảnh rơi đâu mà kiếm chuyện với nó. Gì vậy Ngân? Nữ coi nó kìa. Bữa nay nó bắt trước ai á, nó học nó bán mấy cái kem trộn rẻ tiền kém chất lượng, rồi lỡ khách người ta xài vô người ta bị cái gì rồi sao? Nè, cái gì mà kem trộn được kém chất lượng là sao? Người ta muốn bán cái gì bán, việc ai nấy làm. Liên quan tới mấy người mới cứ xem như hoài rồi đó. Thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ Hương nó bán gì nó bán chuyện của nó. Nó chịu trách nhiệm ha, nó làm sai với người ta lôi đầu nó ra không ảnh hưởng gì tới mình, được chưa? Nha, rồi công chuyện của mình làm đi, mình đi đi về. Đi về tôi hỏi công chuyện kìa đi. Nhưng kệ nó không có nhân nghĩa gì hết á. Để làm chuyện người ta đi. Mệt quá. Rảnh rang à. Tao nghĩ coi kéo qua nhà người ta gây chuyện ở bển á. Biển người ta không chửi. Cũng may đó người ta còn hiền á, người ta lôi đầu vô người ta quýnh rồi lúc đó nói sao? Tại nó bán kem trộn mà. Trời ơi em, nhưng mà cưng qua bên nhà người ta cưng gây sự là cưng bậy. Hiểu chưa? Mình sai phải chịu mình sai đi. Em không hiểu tại sao mấy chị không ai binh em luôn á mà nó bán kem trộn luôn á. Làm sai sao người ta binh được? Cái chuyện người ta bán kem trộn là chuyện của người ta. Người ta làm sai là của người ta. Rồi bây giờ người ta buôn bán của người ta rồi mình nói được không? Bữa họ đã nói rồi. Biết nó làm gì kệ nó đi, không dính dáng gì tới mình. Nếu mình biết nó bán kem giả, kem trộn mình đừng có mua. Mình đừng nói chuyện với nó thôi. Tự nhiên qua bển gây chuyện với người ta. Mấy chị nói em không nghe lọt cái lỗ tai luôn á. Mấy chị có biết rằng á, nếu như mình không ngăn chặn kịp thời cái việc mà nó bán kem trộn cho nhiều người á thì tác hại như thế nào không? Em đã từng xài kem trộn em biết, nó tàn phá nhan sắc mà nhiều khi á còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đó. Chừng nào người ta bị người ta lại người ta mắng vốn người ta lôi đầu nó ra chứ không có lôi đầu em. Em đừng có rảnh cái kiểu đó. À, hay là sợ người ta giật mất cái danh hiệu nữ hoàng mà mỹ phẩm của cưng đi, thành ra người cưng qua cưng gây chuyện với người ta. Ủa? Sao mọi người cứ kỳ sao á? Cứ nghĩ là em bị hám danh cái em mới gây chuyện với con Hương là sao? Chứ còn gì nữa, tự nhiên bây giờ biết mình cũng bán mỹ phẩm rồi, nó cũng bán mỹ phẩm rồi, tự nhiên qua gây gỗ với người ta. Đó thì ai cũng nghĩ là em là gì ganh ghé, ganh tị vậy thôi. Đó. Trời ơi, đã nói là đừng có ham, không thích người ta thì đừng nói chuyện với người ta, tự nhiên gây với người ta là mình lỗi hoàn toàn, hiểu chưa? Trời ơi, ai đâu vì mấy cái danh hiệu đó đâu. Thôi. Rồi. Ủa? Trời đất ơi, trời ơi, lấy. Mày bị, trời ơi, con làm gì mày nè? Sao mày bị đen thui mà? Ê, con ơi con, sao giống nổ trái gà hay là bị ban vậy? Hồi nhỏ mày có nổi chưa? Con nổi rồi. Mà cái mặt sao cái chỗ mà đen thui rồi cái chỗ đỏ ẩn nổi lên. Ê, con này nè, nghe tao hỏi có đi ra đường ăn đồ bậy bạ không? Cho mày bị dị ứng không? Ê, nó nghe nào, có nhiều cái con ốc lạ, con này nó hay ăn bậy bạ lắm đó, ăn là bị dính á. Có đâu ăn gì vậy mà con đâu. Hứa gì có rác gì không? Hứa, con không dám gãi luôn, nó sưng đâu. Con đừng có gãi, cái mặt gãi là tiêu luôn cái mặt á. Mặt gãi nữa như cái mặt heo luôn á. Rồi, không bị dấn đúng không? Không bị trái rạ đúng không? Cái gì không bị dấn, cái mặt nó vậy là bị dấn rồi nó. Để em hỏi, không dấn, không có bị trái rạ, lúc này có xuất cái gì lạ lạ lên mặt không? Có xuất gì đâu, chỉ có trét cái hũ kem của chị Hương bán thôi. Hả? Hả?